Cộng sinh chào 54 dân tộc trên Việt Nam và toàn bộ các người dân ở thế giới anh em nhá. Hôm nay là lời chào mới mẻ đây em ơi. Ok, ngày mai mình sẽ chơi Deck ở chế độ X2 nhiệm vụ. Ở đây, đây là bạn X2 đi bạn nhá. Đó, hiện tại mình đang cày rồng ạ. Ngay giờ là mình sẽ cày rồng hiện tại. NFT mình hết rồi, mình hiện tại mình sẽ giữ luôn danh champion nhá. Đây dòng mình 2/10, đây 3 sói nha bạn này, mình đã doping lên. Cái mà thứ mà đây các bạn nhìn thấy chưa? Thiên pháo đây. Này, những cái này là mình doping cái này, thần đèn level 7. Sói đánh là level 7 bạn. Nhưng mà hiện tại là mình không nâng cấp. Hiện tại bọn mình là level 5, mình doping lên level 6. Nếu mà sói mình nâng cấp lên level 6 thì kèm doping sẽ lên level 7. Hay là mình doping nâng cấp nhỉ? 43/40 có nghĩa là nâng cấp xong mình sẽ còn 3/100 mảnh. Và vàng là 108 vàng thoải mái. Nâng cấp con này mất 20.000 xu à. Cái kiên này mất 20.000 xu này. À đâu 50.000 à. Ồ rồi. Thôi lát tí nhỉ. 12 rồi. 50.000 xu. Khá này không đủ mạnh nhưng mà con này mất 20.000 xu. 50-20 mất 90.000 xu vẫn đủ. Nhưng mà đắt quá bạn ạ. Mình định nâng cấp con dâu đỏ mà thôi mình sẽ đánh nha bạn nhé. Ok, nhưng mà đánh thì các bạn cứ từ mình xin thẻ, mình sẽ xin pháo canon, bây giờ nuôi pháo canon đi. Ok, mình sẽ đánh nhiệm vụ nha. Có một số bạn bình luận là bảo là chơi thì có thể là gì nhỉ, cho cam to lên, mà cho cam to lên thì che mất hết màn hình của bạn đúng không? Thứ hai là mình cứ im hiểu như một chút ạ. Đấy. Còn cái nữa là một số bạn bảo là chơi game á, thì cho tiếng bé lên để anh em mình có thể nghe được tiếng. Ok nhá, trường hợp này mình sẽ cho tiếng bé một xíu để chúng ta có thể nói chuyện với nhau được đúng không? Mình đa phần mình thấy á, mình theo dõi á, những clip nào mà mình nói chuyện á là các bạn rất hay để ý. Và những clip nào mà không mình kiểu không nói chuyện mà ghép nhạc á lại y như rằng là không có ai luôn các bạn ạ. Là các bạn ấy đâu hết rồi ạ. Ok, đây trận chiến này căng ít nhờ. Nhưng mà chả sợ bạn ăn. Mình level mạnh mà bạn, pháo mình cũng rất là mạnh luôn. Như con này đây, mình cho một quả pháo vào con Viking này sụp luôn. Không sụp đâu bạn, nhưng mà gần sụp đấy. Cậu họ chỉ nuôi rồng với bạn nên mình chả sợ đâu. Pháo mạnh chưa? Pháo mạnh chưa? Đó, pháo mạnh chưa, mạnh chưa, mạnh. Này, sập luôn. Đỡ là được bạn, trận này mình ăn chắc rồi. Đánh là nhầm vào rồi. Nút game mang gì mang ngắm thế. Chả thích bạn ạ, mình chả thích, kệ họ, cho họ gọi dòng. Chán chê gì. Mình chả thích xài hai tổ đốc đâu bạn, mình xài hai tổ đốc mà mình ấy lắm các bạn ạ. Tiếp cấp 12 bọ tiếp này. Mình còn pháo bạn ạ, pháo mình mạnh lắm các bạn yên tâm. Là ăn điểm ngay. Ok, mình giữ danh champion mà mình ấy. Ok, mình xem hiện tại mình đang top bao nhiêu, chắc là top 6 Việt Nam gì đấy, mình đoán là như vậy. Top 6 Việt Nam thật bạn ạ. Bây giờ mà mình chơi một trận nữa mà mình win, ví dụ mình gặp một bạn champion mà 6.400 điểm này hạ, hoặc 6.300 điểm, là mình sẽ lên khoảng tầm top, mình sẽ lên tầm top 2, đâu top 1, top 2, đúng lên top 2 rồi bạn. 47 này, 16 là tầm 31 điểm. Nếu mà mình gặp bạn 6.300 và cộng trên 30, lên thẳng top 2 rồi bạn. Nhưng mà mình không dám chơi, vì cái thẻ mình hết hạn rồi bạn, phải thuê lại đã, ngày mai mình sẽ thuê nên mình không dám chơi. Chứ bây giờ mà mình ấy chơi một trận đó, mình cộng trên 30 lên top 2 các bạn, từ top 6 vọt phát lên top 2 luôn. Ở đây về nếu mà để so với quân công thành thì mình chả sợ đâu bạn, bởi vì mình có pháo này FT này, pháo can đông thì mình cũng đã đô binh lên level 11 rồi, cái sức đánh nó rát thần đèn level 7 bạn, các bạn không phải lo vấn đề này nhá. Bạn này mình chả sợ đâu, cấp 11 này mình thấy bình thường. Pháo anh em, pháo mình mạnh lắm. NFT mình em. Còn bằng cấp 10 cũng chết luôn bạn ạ. Chết. Không được gì, sợ bố con nào hết. Có pháo tiếp không? Pháo tiếp thì lại chết tiếp, có thế thôi. Ui.
Cái gì đấy? Sụp luôn ạ. Ôi ôi. Phê. Đánh phê quá anh em ơi. Nay mình chỉ đánh ở x2 mở thẻ dương, ba thẻ, đúng có ba thẻ luôn. Nó mà ra con dâu đỏ anh, mình nói thật các bạn luôn là mình hơi bị nhiều vàng đấy. Chín quả can đồng rồi, đúng lúc mình xin can đồng luôn ạ. Tuyệt vời. Epic này bạn này, mình có khả năng hơi nhiều epic đến 56 mày. 109 rồi, chẳng lẽ bây giờ mình tiêu kim cương lại cho lên 110.000 vàng nhỉ bạn nhỉ? 81 kim cương mà 60 kim cương là được 1.000 vàng rồi. Có lẽ thôi bạn ơi, đánh tiếp nhau nhá. Đánh tiếp, mình sẽ đánh tiếp. Còn clip sau mình sẽ làm thử thách của các bạn nhá. Được chưa? Xong rồi mình quay xong rồi mình quay đi, quay vlog của mình đây, quay vlog nhà chơi các thứ các bạn. Mình sẽ đốt đốt tổ lông đi. Đại gì bạn này. Sợ đấy gì các bạn, thành 10 này, vã được vài quả pháo, bay luôn bạn, bay màu luôn. Không phải sợ. Bắn quả can đông này hơn 1.000 đam các bạn ạ. Các bạn yên tâm. Nên các bạn không phải lo vấn đề đấy nhá, các bạn cứ yên tâm. Ôi biết thế. Ping, ping, ping. 6 này FT mạnh mẽ, 6 này FT này mạnh chưa? Nhìn. Kết thúc rồi bạn ơi. Kể bạn ơi, cấp 10 mình không 10, 11 không sợ, 12 mình không sợ. Tại vì cái level của mình nó gần như là sấp xỉ bạn, mình không sợ. Pháo của mình phải nói là nếu mà để gặp các đối thủ khác gần như mình thấy toàn đối thủ dưới cơ rồi. Mình nói thật với bạn luôn. Pháo level 9 này. Đây đô binh mới lên level 10 này. Bạn xem. Đây để ông này chơi lớn, ông này không chơi pháo luôn. Đây pháo level 8 này. 8 này, pháo can nông kia, ông này pháo can nông level 10 này. Mình đô binh lên hạng 11 bạn đấy. Nên đa phần là mình không sợ các bạn ạ. Mình toàn gặp mấy người đâu không à đấy, nên mình chả sợ đâu. Đánh tiếp nhá, mình sẽ đánh X2 mana này, các bạn chỉ chơi công thành là hay nhất thôi. Những bạn nào mà gặp khó trong X2 mana á là các bạn chơi công thành. Đây là 13 nhá, 13. Bắn mình khá là đau ấy. Pháo mình hơn 1.000 đam, không phải đùa đâu. Trận này căng các bạn, nhưng mà sẽ cố gắng tập trung nữa nhá, tập trung đánh. Hai tay nhanh nhẹn bạn ơi. Xài hết đi bạn ơi, để lấy 3 đường đây. Công thành là chủ yếu. Thích nhỉ? Thích không? Thích không? Thích không? Thích không? Nào, bây giờ thi nhau giã pháo nhé nhá. Pháo mình hơi bị mạnh đấy. Này khả năng mình đứt rồi bạn, thề bạn ơi, 13 này khả năng mình đứt rồi. Họ level họ mạnh hơn mình, với lại họ có bộ ba bão tố bạn ạ. Mà cái con đấy của mình thì nó vậy hơi yếu quá. Cái con đẩy đẩy level 8 nó bắn yếu quá bạn ạ. Đáng nghe mình phải đô binh nâng cấp lên level 9, đô binh lên level 10 thì đấy mới ổn. Ok, mình bắn hai quả này đã hơn 2.000 đam rồi đây, còn 6.000 mấy rồi. Thiên cả làm gì đâu bạn ạ. Cái đống này mình cho pháo nhân tay có lụi đi hết mà, lụi hết luôn. Nên mình không phải sợ nhé. Các bạn cứ yên tâm. Giờ tôm lần này vẫn chưa gì là to tát ạ. Cấp 10 này, hồi sinh này. Một vả à, chết. Cho dù phát đế hồi sinh có phóng to lên vẫn bị chết bạn ạ. Chết như thường lệ nhá. Đối thủ rời trận rồi. Thấy level bá đạo quá thì thôi. Đúng là phải đi rút ngay không à, ăn đập vỡ mồm. Kết thúc rồi bạn này, kết thúc rồi. Đó mình nó hơn 1.000 đam mà bạn, 1.406 đam á. Rất là mạnh con sói này, mình nếu mình còn không nâng cấp bạn nhá. Hay là mình nâng cấp nhỉ? À thôi. Nâng cấp làm gì nữa bạn? Kệ đấy, xong rồi cái gì để chúng ta chơi sau toàn gặp gà mắt tô 1 thôi bạn.
bạn nào mà gá mắt tơ một mà gặp mình nhá, mà trong nhiệm vụ x2 này chắc chắn là mình sẽ phải nhặt cái bạn đấy thôi, bởi vì cái nhiệm vụ x2 này tỷ lệ thua của mình nó rất là ít ạ, hiếm một khi được trận thua. Good game, vâng em play, thank you. OOPS cấp 5 ạ, cấp 5. Đừng có cười mình thế bạn thôi. Này này, thích đỏ pháo với nhau không? Hãy xem sức mạnh của... Vào đây. Vào đây nếm mùi pháo canon. Vào đây nếm mùi pháo canon. Vào đây mà nếm. Sức bắn kinh tởm luôn. Vào đây. Vào đây mà nếm. Vào đây mà nếm. Vào đây mà nếm. Vào đây mà nếm. Một quả pháo canon mà, à một quả pháo nhân thạch của mình. Ui dồi ôi. Con rồng level 3 này. Ui dồi ôi. Gần đứt các bạn ạ. Này này, nếm mùi. Này 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 này, này. Nếm mùi con sói level 6 gần đứt. Các bạn thấy gì chưa? Đây nữa. Boom. Boom. Dám đọng sức mạnh với nhau à hả? Láo toét. Vớ va vớ vẩn. Máu. Ok, một đấm và một quả pháo và sụp luôn. Các bạn yên tâm, mình còn pháo khăn đông ngoài mình kết thúc được. Boom. Láo à. Hay vậy nhỉ. Pháo mình mạnh, mình không sợ cái vấn đề đấy. Bạn này xoáy ước cũng mạnh, không biết có đô binh chắc không. Bạn này level thật vậy, không phải đùa đâu. Pháo này mới level 9. Pháo mình là level 11, pháo trong tay của mình level 11. Mình độ lên là FT. Pháo con canon của họ cũng level 10 thôi. Nhưng mà cái khiên của họ thì mạnh, khiên 13, mình khiên 12. Mình tua họ khiên 3, 5, 6, 7 3, 9, 2, 4 là có nghĩa là 2. Mỗi lần họ dùng 2 khiên là họ hơn mình 1.000 máu rồi. Sói thì họ level 6 như mình thôi. Mình thì đổ binh level 6 nhưng thực sự sói mình là level 6 đấy. Nếu mà mình đô binh thì lên level 7 thì mình áp đảo hoàn toàn luôn. Được cái thì... Ôi, oh my god. Feedback, ok. Ấn nhầm, không đánh được ạ. Tại vì deck của mình không có. Và đấy mà mình chỉnh thành deck khác là thôi luôn. Đứt đi. Không biết hai ngày nữa mình có ấn nhầm không, nhưng mà mong là mình không ấn nhầm và mình sẽ giữ nguyên cái deck như vậy. Đây là Master 3. Đấy thì thôi rồi. Good game, bạn này xin lỗi bạn này đi. Mình lên 13.000 máu mà bạn kia 11.000 máu. Không ăn được, mình bắn phát quả canon mất 1.000 máu ngay bạn ạ. Con Duck NG kia là mình ấy phát là chết bạn, nếu mà dính vào pháo mình là chết luôn bạn, chết thẳng luôn. Good game, mình đã bảo bạn này good game. Đây này, các bạn nhìn này, sầu cu quen kia có một level 1 chắc gần chết. Ui chết luôn ạ, ảo ma Canada chứ nhở. Con sói. Và con sói nữa. Sức bắn nó quá đau rồi bạn ạ. Ok, mình sẽ chơi một hai bắn nữa, mình sẽ nghỉ clip rồi nhá. Hôm nay dạy các bạn chơi về deck ấy thôi nhá. Gua Master 2 cấp 10. Cũng thì thế bạn ạ, thì thế cấp 10 thành 10 mình thấy quá nhỏ nhoi bạn ạ. Mình bắn vài quả là sập luôn, 7.800 rồi bạn ạ. Một quả canon hơn 1.000. Mình giờ mình sẽ xin canon ạ. Mình bây giờ chủ yếu mình chơi thích chơi công thành, công toàn diện. Tập trung mạnh mẽ, đánh tổng lực. Hút linh hồn kệ họ thôi bạn ơi, mình chẳng quan tâm. Sao ăn cấp 2 mạnh thế. Mạnh thích ta.
thằng Anh Phương công nhận lắm các bạn. Ok, 1069 đam sụp. Ok bạn nhá, có lẽ clip mình xin tạm dừng tại đây. Vàng của mình, nếu mà mình bây giờ mình tiêu kim cương là mình sẽ ấy. Nhưng mà công nhận là ác ngày đói kim cương quá bạn ơi, đói kim cương quá rồi. Nó giờ nó không có tác dụng nữa. Thôi nhá bạn nhá. Ok, clip của mình xin tạm dừng tại đây nha. Nếu bạn thấy clip mình hay cho mình một like và subscribe cho mình nha. Và có gì các bạn ủng hộ kênh vlog giúp mình nha. TTT tôi thắng. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn các bạn những video tiếp theo. Bye bye.